Ủa đi đâu vậy bà, vợ chồng Nguyệt Tý? Đi đào thao, ăn. Ăn gì không biết nữa. Sướng quá ha. Chắc là gia đình đang lên, chuẩn bị lên xe điện, đang đi xuống đào thao. Đang chờ xe nè. Ví dụ mày cà hai người nữa không? Chị Sáu bữa nay được bị béo nhất đi đâu thao hả? Bữa nay có điều kiện được đi đâu thao. Có điều kiện ông đi bằng xe lửa, chứ bình thường đi bộ thấy bà luôn. Này ngồi ta hỏi là du lịch ở đâu qua thì nhớ nói là Somali qua nha. Quá ngon. Còn bánh mì này nó không mặn. Ốc ngon lắm. Ốc này là ốc cụt vàng này nè. Ốc này nó bầm như đéo thường. Cái nhà này nó có cái tủ rượu quá trời hoành tráng. Có đầm luôn đó. Bếp lên tình bình thường thôi chứ đặc biệt. Phần này là medium rare. Này là bánh mì lớp trên, lớp giữa là có núm. Nói là có cái gan ngỗng nữa mà chưa thấy gan ngỗng. Ồ, gan ngỗng là trên đây.